Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn tác phẩm Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện. Những câu chuyện xoay quanh cuộc đời của đại mưu sĩ Gia Cát Lượng, nhà thục Hán thời Tam Quốc. Chương 7 Tam Cố Thảo Lưu và Long Trung Sách Lưu bị khao khát cầu hiền sau khi hỏi han từ thứ kỹ lưỡng, biết rõ Gia Cát Lượng là nhân tài mà mình đang cần, bởi vậy đặc biệt quý trọng, tự mình dẫn hai đại tướng là Quan Vũ và Trương Phi đội tuyết lạnh mùa đông mà đi lần đầu đến lều cọ ở Long Trung gặp Gia Cát Lượng. Rồng lặn ao sâu, lưu bị thời trai trẻ. Gia Cát Lượng năm ấy 27 tuổi, lòng đầy háo hức lại được các bậc phụ lão kinh tương chú ý đến sau khi quan sát và khảo xét cẩn thận. Thấy mình lúc đó thực không có quyền, cũng không có tiền, chỉ sống gửi bên cạnh Lưu Biểu, đã theo về với Lưu Bị đang chỉ huy một đạo quân, suốt đời đem hết tâm trí vì sự nghiệp của minh chủ. Lưu Bị tên chữ là Huyền Đức, người huyện Trác ở U Châu, nay là tỉnh Hà Bắc. Nghe nói ông là người thuộc hoàng tộc nhà Hán, hậu duệ của Trung Sơn tĩnh Vương Lưu Thắng. Sau này ông đã lợi dụng chiêu bài đó, tạo ra một hình tượng đặc biệt về sự tranh bá quyền giữa đám quần hùng. Tổ phụ của Lưu Bị là Lưu Hùng từng được cử làm hiếu liêm, làm quận lệnh quận Đông Phạm. Phụ thân là Lưu Hoàng sớm mất chỉ làm được chức thư lại ở huyện, sau đó ra cảnh suy bại, thập phần khôn khó. Lưu Bị khi còn nhỏ chỉ biết cùng với người mẹ quá đan chiếu cỏ đem bán để sông, cơ hồ rơi vào tầng lớp dân nghèo. Sau người thiếu niên quý tộc lưu lạc này tính tình lại rất khoát đạt, nghe nói nhà ông ở góc vườn có cây dâu lớn cao hơn năm trượng, cành lá xòa ra như một cái lọng. Có người giỏi xem phong thủy cho rằng cây ấy thực rất lạ. Gần đó ắt có quý nhân, cũng có thể lời ấy truyền đến tai Lưu Bị. Ông ta lúc còn chưa có đại trí đã thường cùng với bạn nhỏ tuổi chơi đùa, bày đặt quán rượu dưới gốc cây mà nói rằng ta có ngày sẽ ngồi cái xe có lọng như thế này. Xe hoàng đế thường ngự giá người chú nghe nói kinh hãi lập tức mắng rằng không hiểu câu nói vọng ngôn này sẽ diệt cả nhà ư? Song người chú thấy những biểu hiện lạ ở Lưu bị vẫn thường chu cấp cho do ông ta là hậu duệ của hoàng tộc bởi vậy vẫn kết giao được những người bạn quý tộc như Công Tôn Toàn và Lưu Đức Nhiên cùng nhận lô thực Thái thú quận Nho Cửu làm thầy lô thực văn võ toàn tài Lưu bị có cơ hội học hành thấu đáo song phần học phí cơ hồ đều do ông bố của Lưu Đức Nhiên chu cấp bà mẹ của lưu đức nhiên không tán thành song ông bố thì lại nói trong họ nhà ta nếu có được đứa bé ấy thực là điều đáng mừng song trong nhãn quan của người thường lưu bị không biểu hiện ra một chút gì đặc biệt với tào tháo từ nhỏ đã chăm học không biết mệt kiến thức quảng bác còn lưu bị khi nhỏ thì trái lại không chăm đọc sách chỉ thích chó ngựa đàn hát mặc áo đẹp không để ý đến cảnh nhà bần hàn vẫn là một kẻ lãng tử mà thôi so với viên triệu lưu biểu lã bố là những hào kiệt đời hán ngoại diện của Lưu Bị cũng không có gì đặc sắc. Tam quốc chí có chép, ông cao bảy thước dưới tà, khoảng 1m65, chỉ không nghịch ngợm bằng tào tháo mà thôi. Song tướng mạo của ông lại quái dị, vành tai rất lớn, hai tay rất dài. Nghe nói khi ông ta thả tay đứng thẳng ngón tay vượt quá đầu gối, mắt có thể liếc nhìn tai của mình. Dị tướng như vậy, đã rất có ảnh hưởng trong dân chúng. Đối với ông sau này, có thể khiến người ta có cảm tình với ông, cũng có thể bị đả kích. Tam quốc diễn nghĩa có chép, người đương thời thường gọi lưu bị là ông tai to kể từ khi bắt đầu tuổi thanh niên cá tính của lưu bị rất đặc sắc ông khàn khái giúp người lại không để ý làm gì bởi vậy ông nhận được sự tín nhiệm và cảm mến của mọi người và cũng dễ kết giao với bạn bè các tầng lớp đặc biệt là sự kiện kết nghĩa anh em với quan vũ huyện giải hà đông nay là sơn tây và trương phi người cùng huyện thực là danh truyền thiên cổ miệng thế vẫn thường nhắc nhở tam quốc chí có chép lưu bị là người ít nói hòa mình với kẻ dứ vui buồn không để lộ ra mặt, thích kết giao với kẻ hào kiệt, có nhiều thiếu niên cùng tuổi vây quanh. Tai họa bè đảng và khởi nghĩa hoàng cân cuối đời Hán xảy ra, các địa phương trị an không ổn định, Lưu Bị đã kết hợp thanh niên trong xóm ấp đứng dậy giữ gìn trật tự. Mấy người phú thương ở quận Trung Sơn là Trương, tô tư trợ cho việc ấy, khiến Lưu Bị nghiễm nhiên có một đội quân riêng của mình. Sau khi quân Hoàng Cân triển khai rộng, nhà Hán có chiêu mộ quân lính ở các châu quận, Lưu Bị cũng hưởng ứng ở trác quận, ông tổ chức quân đội riêng, gia nhập tự vệ dân quân của Hiệu úy Châu Tĩnh. Hai người bạn chiến đấu gắn liền với Quan Vũ và Trương Phi cũng đứng vào đội ngũ của Lưu Bị lúc đấy. Trương thứ nhất trong tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung cũng mở đầu bằng đào viên kết nghĩa lúc đó Lưu Bị đang 24 tuổi. Từ Thượng úy nhảy lên Thượng tướng. Đội quân của Lưu Bị đánh mấy trận với quân Hoàng Cân đều thắng lợi, bởi vậy sau sự kiện này kết thúc được phong làm Hiệu úy ở An Hỷ. Đây là chức quan đầu tiên của Lưu Bị. song không lâu triều đình phái quan tuần sát vùng ấy muốn ông ta phải hối lộ, Lưu Bị không cho, giám quan bèn cố ý gây khó dễ. Lưu Bị cả giận, chói quan giám sát lại, đánh đủ 200 roi, sau đó bỏ quan mà đi. Qua sự kiện này, cũng thấy được Lưu Bị đã thể hiện phẩm cách của một hán nam tử. Không lâu đại tướng quân Hà Tiến phái đô úy khâu nghị đến mộ binh ở Đan Dương, Lưu Bị đã lập công chuộc tội, đại phá quân giặc ở thành Hạ Phì, không những được tha tội cũ còn được làm huyện thừa ở huyện hạ mật song lưu bị cho rằng mình không thích hợp với quan trường bỏ chức ấy mà đi triều đình xét có công lao lại cho làm huyện úy huyện cao đường lại thăng làm huyện lệnh sau không ngăn được nông dân nổi loạn lại bị tước quan chức sau đó ông theo về với người bạn là trung lang tướng công tôn toản toản cho làm biệt bộ tư mã lại phái lưu bị đến giúp thứ sử điền khải cùng chống lại ký châu mục viên thiệu lập được công lao Nhờ được công tôn toàn và Điền Khải tiến cử, ông được làm phòng vệ tư lệnh quân Bình Nguyên, ít lâu lại chính thức làm hình nguyên tướng. Trong khi làm việc, Lưu Bị không hợp với một người giàu có trong quận là Lưu Bình, vẫn thường xảy ra xung đột. Lưu Bình cho thích khách đến ám sát Lưu Bị, Lưu Bị vẫn không biết, còn lấy lễ long trọng mà đáp lại. Thích khách rất cảm động không nỡ ra tay bèn cáo từ mà đi ra, do việc này có thể thấy Lưu Bị là người có lực hấp dẫn người khác. Ngụy Thư có chép, lúc đó nhân dân đói kém tụ tập làm bạo loạn, Lưu bị ngoài thì đánh dẹp, trong thì trợ giúp, chẳng kể sang hèn đều cho ngồi cùng chiếu, ăn cùng mâm, chẳng phân biệt làm gì, quần chúng đều theo về với ông. Viên thiệu kéo đến đánh công tôn toàn, Lưu bị và Điền Khải vội đến cứu, đóng quân ở tể quân. Cũng thời gian này, Lưu bị gặp được một quý nhân có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của ông, là Đào Khiêm. Đào Khiêm là thứ sử từ châu lúc đó, từ châu nằm giữa Sơn Đông và Giang Tô, vào cuối đời Đông Hán, đấy là vùng giàu có của cải bởi vậy cùng là nơi các nhà quân sự muốn tranh giành quần hùng cát cứ đảo khiêm xuất thân từ quân ngũ làm gì chỉ thấy cái trước mắt thiếu mưu cơ suy nghĩ gì cũng chỉ lấy được việc làm đầu có phần quê kệch song đảo khiêm lại có được tính cương nghị ông từng công khai giúp đỡ cuộc nổi dậy của khuyết tuyên người hạ phì tự xưng là thiên tử thuộc hạ của ông lại cướp bóc và sát hại tào tung phụ thân tào tháo dẫn đến việc tào tháo mấy lần đánh báo thù tàn sát khốc liệt ở Từ châu Đảo Khiêm tuy hăng hái chống đỡ, song hiển nhiên không phải là đối thủ của Tào Tháo, chịu mất giả nửa lãnh địa, không thể không nhờ Công Tôn Toàn và Điền Khải giúp đỡ. Công Tôn Toàn và Điền Khải đang bận đối phó với viên thiệu lấn chiếm miền Nam U Châu, bởi vậy liền phái bộ tướng Triệu Vân và Lưu Bị đang ở bên trướng, hợp vài nghìn quân đến giúp Đảo Khiêm. Trong chiến dịch Tử Châu, quân Đảo Khiêm tuy có được sự giúp đỡ của quân Viên Thuật và Lưu Bị, vẫn bị quân Tào Tháo đánh tan tác, giữa chừng quân Lưu Bị đánh rất hay tuy nhân số ít song rất phát huy tác dụng, đến cả Tào Tháo cũng phải có ấn tượng sâu sắc với Lưu Bị. Thế rồi xảy ra việc đại bản doanh Tào Tháo bị lã bố đột kích, phải vội rút khỏi Từ Châu. Đảo Khiêm cảm tạ Lưu Bị đã vì nghĩa giúp đỡ, bèn dâng thư lên triều đình, tiến cử Lưu Bị làm thứ sử dự châu, đóng quân ở huyện Bái, một điểm quân sự lợi hại thuộc Từ Châu, là chỗ dựa của dự châu. Không lâu, Đảo Khiêm bị bệnh nặng, trước lúc Lâm Trung có dặn dò các nhà thế tộc các tướng lĩnh thuộc hạ, chẳng có Lưu Bị chẳng giữ yên được châu này. Lưu Bị tự nhận thấy danh tiếng và thực lực chưa có gì, kiên quyết từ chối. Song những nhân vật trọng yếu của địa phương như Mi Trúc, Trần Đăng, Khổng Dung, một mặt tuân theo di trúc của chủ tướng, một mặt cũng cảm tình riêng với Lưu Bị, cùng giúp đỡ Lưu Bị nhận chức thứ sử từ châu. Qua một đêm, Lưu Bị từ chức thiếu úy đã nhảy lên chức thượng tướng đứng đầu một quân khu rất trọng yếu trong toàn quốc. Xem ra Lưu Bị chưa đủ thực lực hơn nữa cũng chưa có kinh nghiệm thống lĩnh châu quận lớn lại không khéo xử lý quan hệ với các quân khu, khiến từ châu mấy lần rơi vào tay lã bố và trần cung và chịu sự uy hiếp liên tục của viên thuật ở Hoài Nam, thực là điên đảo lưu ly, cuối cùng không thể không theo về với Tào Tháo ở Cổn Châu. Dẫu luôn luôn bị thua trận, song qua chiến đấu liên tục, được sự yêu mến của mọi người, danh tiếng anh hùng quả cảm của lưu bị càng lan tỏa. Một điều rất quan trọng là, Lưu Bị đã học tập được ở các tướng lĩnh quân khu tài giỏi, cả về nhận thức và kỹ xảo. Điều đó có ảnh hưởng quan trọng đối với suốt cả sự nghiệp của ông. Thân ở Trại Tào, lòng theo nhà Hán. Tào Tháo không những nhiệt thành tiếp nạp Lưu Bị lại đặc biệt dẫn ông ta yết kiến Hán Hiến Đế và xác định quan chức cho Lưu Bị là Dự Châu Thứ Sử. Song ít ai ngờ được rằng, náo thân ở Trại Tào, Lưu Bị tuy bị theo dõi, vẫn cả gan tham gia vào âm mưu của Sa Kỵ tướng quân Đồng Thừa mưu sát Tào Tháo lúc ấy Lưu Bị tròn 40 tuổi. Cuối năm thứ ba kiến an, Hán hiến đế nhân khi Tào Tháo đang ở hứa đô, đột nhiên triệu vời xa kỵ tướng quân đồng thừa vốn là quốc cứu, có giao ột chiếc áo cầm bảo. Nghe nói trong đó một chiếu huyết thư do chính tay hán hiến đế viết ra, yêu cầu đồng thừa liên kết với các đại thần trong triều cùng trừ diệt Tào Tháo. Sử sách ghi chép về việc này rất giản đơn. Sách tư trị thông dám có chép, thoạt đầu, xa kỵ tướng quân đồng thừa được áo gấm của nhà vua có gài mật chiếu, Cùng với Lưu Bị âm mưu trừ diệt Tào Tháo, sự kiện này có phải chính do Hán Hiến Đế chủ mưu, lịch sử cũng chưa đưa ra chứng cứ xác thực, song sự thực hiển nhiên có liên quan đến mật chiếu, với thân phận đơn lẻ của đồng thừa phải chăng rất khó thuyết phục Lưu Bị tham gia vào âm mưu sát hại Tào Tháo. Trong thành Hứa Đô, binh mã quân Tào có ưu thế tuyệt đối, thực lực của đồng thừa về căn bản chẳng thể đè bẹp, đồng thừa vì thế nhất định đã phải bóp đầu bóp chán tuy đồng thừa là công khanh đương thời duy nhất có đạo quân hoàn chỉnh song tướng lĩnh trong quân lính của mình có thể không hoàn toàn nghe theo chỉ huy đồng thừa cũng chưa nắm chắc được bởi thế đồng thừa trước tiên phải lôi kéo thực lực đầy đủ cho đạo quân của mình trước tiên là với tướng quân vương phục là người vốn có quan hệ thân thiết nhờ có vương phục lôi kéo trưởng thủy hiệu úy trưng tập và nghị lang ngô thạc cũng tham gia vào nhóm mưu sát bí mật này song chỉ dựa vào lực lượng của mình khó có thể đối đầu được ví như muốn tiếp cận tào tháo cũng không dễ dàng cho lắm bởi thế đồng thừa cần phải lôi kéo người ở trong trại tào và lại không có quan hệ ruột thịt với tào tháo người ấy là lưu bị thứ sử dự châu đồng thừa thuyết phục lưu bị ra sao chúng tôi cũng không được biết bức mật chiếu huyết thư của hán hiến đế có thể tin là cái chìa khóa rất trọng yếu để lưu bị quyết định việc tham gia nghe nói khi tào tháo dẫn lưu bị đến yết kiến hán hiến đế nhà vua được biết lưu bị là hậu duệ ở trung sơn tĩnh vương lưu thắng thì rất vui mừng có nói ngay lúc ấy là nếu kể thứ bậc họ hàng, thì Lưu Bị là chú của hán hiến đế. Đối với Lưu Bị, một người xuất thân bần cùng, chưa được tiếp cận với trung tâm quyền lực biểu hiện nhiệt tình và thân thiết của đức vua trẻ tuổi, nhất định đã khiến cho ông ta cảm động vạn phần. Nhưng, việc lôi kéo Lưu Bị là khá nguy hiểm vì các đại thần trong triều đa số còn chưa biết rõ về Lưu Bị, lại càng không muốn trò chuyện gì. Sự việc trọng đại này, những người tham gia phải rất gắn bó bản thân Lưu Bị có một ma lực đặc biệt khiến người ta dễ gần và tín nhiệm, nguyên nhân chủ yếu là ở đấy. Rõ ràng, thuộc hạ của Đồng Thừa đã thử tiếp xúc vài lần, biết rõ Lưu Bị có cảm tình với Hán Hiến Đế. Sau khi quan hệ với Tào Tháo mới dứt khoát lôi kéo một viên tướng bên ngoài tham gia vào mật chiếu huyết thư này. Sự việc này đã xác định rõ tâm nguyện của Lưu Bị là tận lực khôi phục nhà Hán. Cũng với tinh thần hết lòng vì nhà Hán, Gia Cát Lượng vốn tự nhận là hậu duệ của phái thanh lưu đã vui vẻ lựa chọn người minh chủ có đại trí này. Thiên hạ anh hùng, chỉ có sứ quân và tháo này. Nghe nói, Lưu Bị sau khi nhận được mật chiếu để che giấu âm mưu của mình, bèn chôn ra sân sau ngôi nhà ở thành hứa đô để trồng rau, tự tay mình cuốc đất tưới nước, là một người ẩn giật. Có một hôm Lưu Bị đang làm việc ở sân sau, đột nhiên Tào Tháo phái người đến mời, rất đối kinh hãi, chỉ còn biết đến ngay tướng phủ để ý kiến. Không ngờ Tào Tháo rất nhiệt tình chiêu đãi ông ta ở vườn hoa sau nhà, hiển nhiên cũng có ý lôi kéo Lưu Bị. Đấy là cá tính đặc biệt của Tào Tháo, đối với nhân tài không dễ thu phục, thường để lộ nhiệt tâm, hơn nữa lại còn nhẫn nại đặc biệt. Biết rõ Lưu Bị chẳng phải là kẻ tầm thường cam chịu bó mình, song Tào Tháo vẫn muốn dùng mọi biện pháp để lôi kéo Lưu Bị vào các trận tuyến, vẫn thường mời mọc yến tiệc đế bàn chuyện phiếm, qua đó biểu thị cảm tình đặc biệt với Lưu Bị yến tiệc hôm ấy được bày ra bởi thế bối cảnh hâm rượu luận anh hùng rất nổi tiếng trong tam quốc diễn nghĩa đã phát sinh vào ngày hôm ấy nghe nói tào tháo với lưu bị sau khi uống vài chén rượu tình cảm cao hứng cùng luận về những kẻ anh hùng trong thiên hạ lưu bị lần lượt kể ra những anh hùng đóng binh cắt cứ đương thời như viên thuật viên thiệu lưu biểu tôn sách lưu trương trương lỗ song đều bị tào tháo gạt đi cả cuốn chính sử tam quốc chí có chép lúc ấy tào công nói với tiên chủ rằng nay anh hùng trong thiên hạ chỉ có sứ quân và tháo này bọn viên thiệu chẳng đáng đề cập đến cuốn hoa dương quốc chí có chép bổ sung thêm rằng lưu bị nghe rồi lòng bỗng chấn động cái thìa đang cầm trong tay bất giác rơi xuống đất đúng lúc ấy có một tiếng sấm lớn lưu bị nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bèn cúi xuống cầm cái thìa lên tự mình cười đùa rằng một tiếng sấm da uy xảy đến nỗi như thế tào tháo nhìn thấy lưu bị thất sắc cũng cười mà nói rằng kẻ trượng phu mà sợ cả tiếng sấm ư lưu bị đáp rằng thánh nhân dậy sấm động thì gió nổi chẳng đáng sợ ư việc ấy rồi cũng mau chóng qua đi tào tháo thấy lưu bị phản ứng quá độ tưởng lưu bị theo về với mình trong lòng khó tránh khỏi có áp lực cũng không truy cứu gì nữa y những chuyện tình thế đương thời mà suy ngẫm đoạn văn hâm diệu luận anh hùng có thể xứng với đoạn quan thượng luận đàm ở quan lộ tào tháo đang lâm phải sự uy hiếp của đạo quân viên thiệu gấp 10 lần ở phía trước song có thể phá tan địch, ở đây Lưu Bị lại đang bị phá sản không còn chỗ chạy, phải tạm thời nương náu dưới sự che chở của người khác chỉ mong được an thân mà thôi. Song, nếu xem xét cục diện Tam Quốc như ba chân vạc sau này, Tào Tháo thực đã có một cái nhìn sáng tỏ về nhân tài này. Do Lưu Bị có danh tiếng ở Hứa Đô, sự nguy hiểm cũng theo đó mà tăng lên, ví như âm mưu còn chưa tiết lộ, Tào Tháo tiếc tài vẫn muôn lôi kéo ông ta. Song ai có thể bảo đảm thuộc hạ của Tào Tháo không phát giác ra? bởi vậy lưu bị ngày đêm mong có cơ hội thoát khỏi tình cảnh khó khăn này đúng lúc ấy viên thuật ở hoài nam bởi không được sự giúp đỡ của quân tôn sách ở giang đông cảm thấy thế đơn lực mỏng có ý muốn dựa hẳn vào viên thiệu ở hà bắc hai tướng họ viên này sau loạn đồng trác đã nỗ lực chiếm cứ địa bàn nên diễn ra cuộc đối kháng nam bắc song rốt cục họ vẫn là anh em cùng cha khác mẹ nay tình thế đã có biến đổi họ viên lại hòa hảo với nhau bởi vậy nhân cơ hội đề nghị rằng viên thuật nếu theo về với viên thiệu, áp hẳn phải qua dự châu. Nay dự châu mới bước đầu bình định phòng thủ yếu kém nên lập tức tăng cường. Tôi rất hiểu biết dự châu, lại nữa có quan hệ tốt. Chẳng bằng tôi lĩnh một đạo quân cơ động ngăn chặn viên thuật đề phòng hai tướng họ viên cùng uy hiếp từ hai phía Bắc Nam. Tào Tháo bởi muôn lôi kéo Lưu Bị, bèn đáp ứng ngay, phân cho Lưu Bị năm vạn binh mã, lại sai hai viên đại tướng là Chu Linh, lộ chiêu cùng đi, lập tức chuẩn bị xuất binh. Lưu Bị sau khi nhận lệnh ngay trong đêm sắp xếp binh mã và lương thảo cùng lập tức khởi quân. Đồng thừa chạy theo 10 dặm trường đình đưa tiễn, hai bên cùng nhau thương nghị rồi Lưu Bị cấp tốc mang quân đến từ châu. Những mưu thần trọng yếu của Tào Tháo lúc ấy là Trình Dục và Quách Gia, vừa đến Dự Châu xem xét Lương Thảo trở về nghe nói Lưu Bị mang quân đến Từ Châu, lập tức ngăn cản. Tào Tháo cũng phái một đội trưởng quân cấm vệ là hứa trử dẫn quân đuổi theo. Song Lưu Bị ngày đêm khẩn cấp hành quân, chẳng thể nào đuổi kịp. Tào Tháo tuy có hối hận đôi chút, song Từ Châu vẫn được xem là đất cai quản của mình. Bởi vậy cũng không để tâm đến nữa. Quân viên thuật mấy lần tiến lên phía bắc đều bị lưu bị kịp thời ngăn cản bất đắc dĩ phải rút về phía nam. Không lâu viên thuật lo nghĩ thành bệnh, khoảng tháng 6 năm thứ tư kiến an thổ huyết từ trần, quân lệ thuộc tan giã cả, có người theo về với tôn sách ở Giang Đông, quân dưới trướng theo về với Tào Tháo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lưu bị liền phái Chu Linh, lộ chiêu trở về hứa đô báo công còn tự mình nắm quân chủ lực ở từ châu chiêu mộ vỗ về dân lành ở từ châu đã nhiều năm phải chịu cảnh loạn lạc tào tháo thấy lưu bị có ý củng cố binh lực ngầm phái người của mình làm thứ sử từ châu để xa trụ đợi thời sát hại lưu bị việc này cha con lão thần trần khuê trần đăng biết rõ đưa tin về lưu bị lưu bị sớm ra tay trước liền phái quan vũ đánh thành hạ phì giết xa trụ đi liền đó quan vũ ở lại hạ phì bảo vệ gia quyến và lương thảo còn Lưu Bị và Trương Phi đóng ở gần huyện Bái, phòng quân Tào xâm lấn. Đến lúc ấy quan hệ giữa Lưu Bị và Tào Tháo cắt đứt hẳn. Chẳng bao lâu, hứa đô phát sinh sự kiện đồng thừa, âm mưu mưu sát lộ ra, toàn thể đại thần tham dự đều bị hại. Theo về với viên thuật, giữa hai con hổ dữ. Mùa xuân năm thứ năm kiến an, đồng thừa mưu sát Tào Tháo bị lộ, bởi sơ hở trong kế hoạch của mình, Tào Tháo bằng vào trí tuệ chính trị cao độ, căn bản không truy cứu sâu thêm về vụ đồng thừa, chỉ quy trách nhiệm hoàn toàn cho đồng thừa, trùng tập, vương phục, ngô tử lan, chu di tam tộc, đoạt lấy quyền chỉ huy, quân lính của đồng thừa thu nạp cả vào trong thân thích của mình, còn trách nhiệm bên ngoài thì đổ cả cho lưu bị, tuyên bố lập tức trừng trị lưu bị. Thực ra, lực lượng bên ngoài tham dự vào vụ đồng thừa hoặc đồng tình với đồng thừa không phải là ít, nghe đâu cả thứ sử Tây Lương là mã đằng cũng có quan hệ song Tào Tháo không truy cứu đến mà chỉ tuyên bố thảo phạt với Lưu Bị đã chạy đến Từ Châu. Hiển nhiên Tào Tháo không muốn phải đối địch với số đông, để tránh khỏi lại rơi vào tình hình khó khăn với quân quan đông năm nào, khiến chính sách phụng mệnh thiên tử không được lợi mà chỉ được hại. Lưu Bị bởi phát triển rất nhanh, mắc phải khuyết điểm, chẳng có địa vị trong quân đội bên ngoài. Huống chi ông ta vẫn đê ư a o tháo bảo hộ, xét về tình về lý mà nói Tào Tháo có thể công khai trừng phạt các quân đoàn ở các châu quận khác cũng không dám có ý kiến gì. Bởi vậy sau khi sự việc mưu sát bị lộ, Lưu Bị rơi vào thế cá nằm trên thớt. Lúc ấy đại quân Viên Thiệu đang chuẩn bị Nam Trinh quyết định đại cục thiên hạ, bởi thế không ít mưu sĩ đại thần phản đối trừng phạt Lưu Bị xong Tào Tháo nói rằng Lưu Bị vốn là kẻ hào kiệt ở đời này không đánh dẹp, ngày sau ắt thành đại họa. Hơn nữa nếu ông ta liên minh với Viên Thiệu ở phía Bắc đánh chúng ta từ phía Đông, thế thì lại càng thêm nguy hiểm tuy binh lực của Lưu Bị rất mỏng, song Tào Tháo vẫn không dám chủ quan, phải tổ chức 10 vạn binh mã động dụng cả Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Trương Đạt, Vu Cấm, Từ Hoảng đều là những đại tướng, chia làm năm đường tiến đánh Từ Châu. Bởi muốn tránh cho Từ Châu phải rơi vào loạn lạc, Lưu Bị yêu cầu Trần Đăng cùng các trưởng lão Từ Châu trung lập không bị cuốn vào chiến tranh, tự mình dẫn quân chủ lực đến chỗ Trương Phi cùng phòng giữ bái huyện, lại lệnh cho quan vũ ở Hạ Phì bảo vệ gia quyến cùng Lương Thảo. Quân chủ lực của Lưu Bị bị đánh tan, Trương Phi bị lạc giữa trận, Lưu Bị một mình một ngựa chạy đến Thanh Châu, được con cả viên thiệu là viên đàm giới thiệu, đã theo về với viên thiệu. Sự kiện đồng thừa khiến cho danh tiếng Lưu Bị thêm lớn, viên thiệu nghe nói Lưu Bị đến, tự mình dẫn các tướng ra ngoài nghiệp thành 30 dặm nghênh tiếp, tạm xếp Lưu Bị ở Ký Châu. Sau khi Lưu Bị thất trận, Tử Châu lập tức bị mất, Quan Vũ đang chấn thủ ở thành Hạ Phì để bảo hộ gia quyến Lưu Bị sau khi đàm phán với Tào Tháo đã dẫn toàn quân ra hàng. Tào Tháo tiếc tài hoa và nhân cách của Quan Vũ miễn cưỡng đáp ứng đề nghị của Quan Vũ là sau này nếu tìm được Lưu Bị sẽ lại theo về với chủ cũ. Kể đến đây là hoàn toàn kết thúc sự kiện mưu phản của Đồng Thừa. Mùa hạ năm thứ tư kiến an đến mùa đông năm thứ sáu là cuộc đại chiến quan độ kéo dài hai năm rưỡi. Viên Thiệu sau khi có được Lưu Bị thu được không ít tin tình báo về doanh trại Tào Tháo, càng thêm tin tưởng. Tuy bộ tham mưu phản đối, Viên Thiệu vẫn tổ chức đại quân, dự định Nam Trinh thôn tính Tào Tháo. Hơn một năm ở trong trại Viên Thiệu, Lưu Bị mắt thấy Viên Thiệu là người nhu nhược không quyết đoán. Bộ tham mưu gồm nguyên lão và các tướng lĩnh mỗi người một ý, tuy có binh lực gấp 10 Tào Tháo, song không phải là một khối thống nhất đủ mạnh. Lại thêm ở vào giai đoạn này, Lưu Bị cũng đã biết rõ mưu lược và thực lực của Tào Tháo, bởi vậy phán đoán rằng nếu cuộc chiến kéo dài, Viên Thiệu có thể chẳng phải là đối thủ của Tào Tháo, bèn mượn cớ đến phía Tây Nam Dự Châu để ngăn chặn Tào Tháo. Được Viên Thiệu cấp ột số quân mã, liên hợp với quân của Lưu Tích, một tướng hoàng cân thân Viên Thiệu, đánh du kích quấy rối quân Tào, chế ngự một phần binh lực của Tào Tháo. Giai đoạn này Trương Phi đang tụ tập tàn quân sau trận thất bại ở Từ Châu, lạc mất Lưu Bị quan vũ bị hãm mình trong trại tào cũng đã chia tay tào tháo hộ tống gia quyến của lưu bị rời khỏi hứa đô về với lưu bị trải qua hơn một năm thất bại và phân ly lại quy tụ được những người cũ khá thấy lưu bị có một sức lực kinh người trong số bát đại gia đường tống được người sau suy tôn tô đông pha từng nói kẻ dùng binh tự cổ đến giờ chẳng bằng được tào tháo việc đánh dẹp họ viên thực rất khéo léo vậy cuộc đại chiến ở quan độ trong lịch sử trung quốc là chiến dịch kinh điển vận dụng mưu lược lấy ít đánh nhiều. Binh lực của viên thiệu vượt gấp 10 lần Tào Tháo, bởi vậy Tào Tháo nắm địa lợi lấy quan độ của mình làm đất quyết chiến, vận dụng chiến thuật cố thủ, chiến thuật đột kích, cuối cùng đã may mắn và khéo léo đánh bại quân viễn trinh to lớn của viên thiệu. Sau đại chiến quan độ đến năm 12 Kiến An thì chấm dứt cuộc Bắc Trinh ô hoàn, liên tục trong 8 năm, Tào Tháo đem toàn lực thâu tóm vùng Hoa Bắc diệt trừ thế lực to lớn của viên thiệu đã mấy lần động binh suốt một giải từ dự châu đến nhữ nam song phần lớn chỉ là những trận nhỏ không đáng kể đến năm thứ sáu kiến an chiến dịch thượng đình nổ ra viên thiệu lại bị tào tháo đánh bại không lâu ưu phiền mà chết bởi phải lo việc tang lễ quân họ viên tạm thời không triển khai cho nên tào tháo nhân cơ hội đó thanh trừ quân du kích của viên thiệu đang quấy rối hậu phương dự châu ông ta phái đại quân tiến vào vùng nhữ nam lưu bị không địch nổi chỉ còn biết rút chạy về kinh châu chịu sự bảo hộ của lưu biểu thứ sử Kinh Châu. Lưu Biểu thấy Lưu Bị là kẻ anh hùng nổi tiếng, liền hậu đãi, lại sai trợ thủ ở Tân Giã, huấn luyện binh mã làm thành phòng tuyến thứ nhất ngăn chặn quân Tào đánh xuống phía Nam. Lưu Bị mấy lần yêu cầu Lưu Biểu nhân khi hai bên giao tranh ở Quan Độ, xuất binh tập kích vào Hứa Đô, hậu phương của Tào Tháo, song Lưu Biểu không muốn bị cuốn vào cuộc tranh chấp giữa Viên với Tào, vẫn khéo léo cự tuyệt. Hết chương 7